Hello Khoa. Alo. Mọi người nghe được mình nói không? À, chúng ta đợi đồng đồng thì chúng ta bắt đầu ha. Mọi người có nghe được mình nói không ạ? Gài mọi người có coi Euro không? À, mọi người khi mà comment, mọi người comment ở trang ZenVN ha. Tại vì mình chỉ mở cái trang ZenVN thôi, mình không có mở trong group PHP nên mọi người bình luận trong đó mình không có thấy được. Phạm Ngọc Chuyển, bạn nghe được mình nói không? Hôm nay tại cái microphone kia mình để ở nhà rồi, mình dùng tạm cái microphone ở trên công ty. Sao mấy ngày mọi người có coi Euro gì không? Có ai tham gia dự đoán mà dự đoán đúng không? Thì chúng ta đợi đông đông ha rồi chúng ta bắt đầu. Tại vì giờ cũng còn ít, chắc là mấy bạn dậy trễ. Đa phần các bạn hay thức khuya và dậy trễ lắm. Người ta là thức khuya dậy sớm nhưng mà dân lập trình của mình thì thức khuya và dậy trễ không à. Mọi người cứ comment thoải mái ha. Chứ mình ngồi mà mình nói chuyện mình không thấy ai trả lời lại hết, mình buồn lắm. Thì cũng 1 2 tuần rồi mình không có online được với mấy bạn. Thì mấy tuần vừa rồi thì mình bận công việc và mình về quê nên xin lỗi mấy bạn là không có online được. Thì từ hôm nay trở về sau thì gán tranh thủ sắp xếp ít nhất là thứ bảy hàng tuần sẽ online với mấy bạn. Rồi khi mình online thế này thì ngoài những chủ đề mà mình chia sẻ thì các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt, hoặc là các bạn thích trò chuyện gì đó các bạn cứ post thoải mái vào, mình đọc ở phần comment rồi mình sẽ trả lời hết.
Nguyễn Anh Khoa không có ghiền coi đá banh nha ba. Mình mới ra mình cũng coi thì hồi hồi vòng bảng thì mấy trận như mình nhớ có mấy trận là 8 giờ rồi 11 giờ thì mấy trận đó coi nổi, rồi cái trận 2 giờ thì nhiều khi mà thức làm đến giờ đó luôn á thì hứng thì coi luôn, chứ lỡ mà 1 giờ mà ngủ rồi á rồi mà canh 2 giờ dậy coi không có coi nổi. Mà nhiều khi mình cũng coi cái hôm trận trận Bồ Đào Nha đá với ai ta, trận bán kết á thì mình cũng vậy mình coi coi mà một hồi thì bà xã mình tắt máy luôn, tại mình coi có mình ngủ quên bật coi đá banh nhưng mà mở cho nó đá vậy đó mình thì nằm ngủ. Trần Hoàng bạn có hỏi là bạn sắp lên năm 2 đại học rồi có học được luôn PHP không ạ? À? Thì Hoàng có thể học vô tư hay em không có gì đâu. Em cứ vào khóa học lập trình BSB á, học trước trả sau á, em đăng ký em học. Bởi vì khóa đó là không có phải trả phí liền, em có thể học thử 9 chương đầu. Mà 9 chương đầu nếu mà học thử thì cũng khoảng là 70 mấy tiếng á. Em học cũng cỡ 2 3 tháng mới xong được, nên em cứ học thử cái khóa đó đi ha. Không có mất mát gì đâu. Nguyễn Anh Khoa lên đây uống cà phê nè, ở đó mà bình luận. Mọi người có câu hỏi gì mọi người cứ đặt ra cho mình ha. Khoảng đông đông tí nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu với các chủ đề của ngày hôm nay. Thì Biên Nhất có hỏi là có học PHP cơ bản trước JavaScript không ạ? À? Thì trước khi em học PHP em nên có kiến thức căn bản về lập trình. Tốt nhất là em đã học qua lập trình C, C cộng cộng này nọ. Tốt nhất là em nên có cái tư duy lập trình, rồi sau đó em nên học PHP. Thì học PHP thì em nên trang bị thêm HTML, CSS để em học PHP ha. Sau khi xong PHP, HTML, CSS thì em học JavaScript, jQuery. Nó không có thành vấn đề. À, bạn Lê Ngọc Quyền có hỏi là học trước trả sau thì học online hay trên YouTube? Thì trên YouTube chỉ có một số video demo thôi. Còn khi em học trước trả sau online tại trang zen.vn á, thì em sẽ học được nhiều, nhiều chương học hơn và nhiều video hơn. Nên khi em tham gia khóa học học trước trả sau thì em nên lên trang Zen.vn á, em đăng ký ha. Hoàng Quyền ha. Ông Khoa ông OT thì ông OT đi, ông còn vô ông chọc tôi nữa ông Khoa. À, rồi giới thiệu về bản thân mình chút xíu ha, cho những bạn nào mà mới xem video lần này á, thì biết được ai đang nói chuyện với mình. Thì mình tên là Lân, Hải Lân. Mình ngày xưa thì mình học ở trường Đại học Cần Thơ á, quê mình ở miền Tây, mình ở Tiền Giang. Mình lên Đại học Cần Thơ mình học chuyên ngành kỹ thuật phần mềm. À, cảm ơn chị Tiến. Chị biết nhìn người ghê á, chị nói chính xác. Phước Tiên bạn có hỏi là Gen có hướng dẫn Laravel, thì hiện tại thì bên khoa Phạm họ cũng đã có một khóa Laravel rồi, thì Tiên có thể là tham khảo khóa học Laravel bên khoa Phạm ha. À, Nguyễn Truyền, mình ở Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang chứ không phải ở Kiên Giang. Mình ở Tiền Giang, rồi sau đó mình lên học ở trường Đại học Cần Thơ. Học xong thì mình đi làm, mình lên Sài Gòn mình làm tới nay, thì cũng hơn 5 năm rồi.
Minh Nguyễn. Ngày xưa thì mình học kỹ thuật phần mềm. Lúc lúc mình học là nó theo chương trình tín chỉ mấy bạn. Thì học 130 mấy tín chỉ thì ra trường. Ai mà muốn ra trường sớm thì cứ học kỳ đó đăng ký nhiều tín chỉ, mà nó cũng quy định ví dụ tối đa là 20 hay 22 tín chỉ gì đó. Còn ai mà muốn ra trường chậm hay là có kẹt này nọ thì một học kỳ có thể học dưới 20 chỉ, có thể học 10 chỉ cũng được. Châu Minh Thiện em ở Bến Tre hả? Thì chat với em comment Facebook đồ này nọ cũng nhiều ha, bên em mới biết. Thì anh ngay ở thành phố Mỹ Tho luôn á. Từ chỗ anh mà ra ra ngay cái cầu mà Gạch Chiếc á thì khoảng là 10 phút xe máy. Quang hổ, nhà anh có mấy con chó à? Anh nhà anh hiện tại có hai con chó. Hôm anh có chụp hình đăng lên Facebook fan đó. Phạm Văn Thuận, bạn có hỏi là có nên tìm hiểu CMS, CMS chứ không phải là CMC hả bạn? CMS, WordPress hay là Nuka Việt? Thì nếu chúng ta có thời gian, chúng ta có đam mê thì đừng có ngại. Đừng có ngại tìm hiểu bất cứ cái gì hết. Cứ cảm thấy thích thì cứ tìm hiểu đi. Bởi vì đa phần các bạn hiện tại thì chúng ta đều là sinh viên thôi. Nếu như chúng ta mất thì chỉ có mất thời gian thôi, chứ chúng ta không có mất cái gì nữa hết. Nên đừng có ngại với chuyện đó. Nếu thích thì cứ đầu tư vô tìm hiểu. Không không phải thiện, anh ở ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho chứ anh phải không không phải ở ngã ba Trung Lương. Anh ở gần trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu á. Thì quay lại ha, quay lại nội dung của buổi online ngày hôm nay ha. Thì hôm nay thì online thì cũng như mọi khi thì chúng ta sẽ giao lưu và chia sẻ với nhau. Các bạn có câu hỏi gì, có thắc mắc gì thì các bạn có thể là hỏi mình. Các bạn post ở phần comment và đối với các comment đó mình sẽ đọc và mình sẽ trả lời cho các bạn trong cái khả năng của mình. Tiếp tục là ở những tuần rồi á, cách đây 2-3 tuần á thì mình có gửi cho các bạn những cái bài tập SQL á. Tuy nhiên cái bữa online đó để giải cái bài tập đó thì nó hơi bị sự cố về mạng, do đó mình chưa có giải hết được. Mình cũng đã đưa các đáp án cho các bạn rồi. Tuy nhiên thì cũng một số bạn inbox với mình là mà các bạn chưa hiểu các đáp án đó. Do đó thì hôm nay chúng ta sẽ dành ra một tí thời gian để chúng ta giải lại các bài tập đó. Và lúc mà giải các bài tập này thì các bạn không cần phải làm nữa. Mình sẽ là người làm và các bạn chỉ là người giống như thầy cô giáo của mình vậy đó, giám thị vậy đó, đứng xem mình làm. Rồi trong quá trình mình giải các bài tập này, các bạn thấy có câu hỏi gì thì các bạn có thể là post ở phần comment. Chỗ nào các bạn chưa rõ, các bạn cứ post vô comment. Tiếp tục một chủ đề nữa trong cái buổi livestream ngày hôm nay là mình muốn chia sẻ với các bạn một số cái thao tác rất là cơ bản thôi trong Photoshop dành cho những lập trình viên web, lập trình viên web PHP của chúng ta. Bởi vì mình thấy nhiều bạn lập trình rất tốt, tuy nhiên khi mà trong quá trình các bạn cần xây dựng một trang web nào đó có những vấn đề phát sinh về xử lý hình ảnh chẳng hạn, hoặc là các bạn cần thao tác với file Photoshop để các bạn xác định xem cái phần giao diện này đã đúng với file Photoshop mẫu hay chưa, thì rất nhiều bạn không làm được mặc dù đây là những thao tác rất là đơn giản. Do đó thì hôm nay mình cũng muốn dành ra một tí thời gian mình chia sẻ với các bạn một số cái thủ thuật nhỏ trong Photoshop. Rồi các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ post vào ha.
không không thấy các bạn bình luận. Hoàng Hữu tập trung vào chuyên môn đi. Rồi chào Thắng, chiều nay đá banh nha Thắng, rảnh thì dẫn theo cu gì anh quên rồi, dẫn theo cho nó đá. Thì thứ bảy hàng tuần bên Gen Ven cũng có đá banh nữa các bạn. Bạn nào đam mê đá bóng thì cứ vô group PHB của Gen ha, bình luận đại đi, hỏi Gen Ven chừng nào tổ chức đá banh rồi xin vô đá. Sơn Hoàng, Phước Tiên, Phước Tiên có hỏi về index MySQL và view MySQL. Thì câu này anh sẽ trả lời cho em sau ha. Sơn Hoàng có hỏi là em là học sinh, thế em có thể theo học khóa học lập trình nào được không anh? Thì Sơn Hoàng, em học lớp mấy rồi? Học sinh thì học sinh tiểu học cũng có, học sinh phổ thông cũng có ha. Nếu mà em là học sinh phổ thông á, có nghĩa là lớp 10, 11, 12 á, thì em có thể theo học như là PHP nè, em học lập trình Java cũng được. Sau khi mà PHP xong rồi em thấy em thích web thì em theo web. Còn Java thì em có thể theo hàng lập trình Android cũng được. Em viết các phần mềm, viết các app, viết các game cho điện thoại Android. Bạn Sư Văn Đỗ, mấy bạn thông cảm ha, mình chỉ đọc đúng cái tên ở trên Facebook của mấy bạn thôi, nhiều khi họ tên các bạn mình xưng chưa có đúng, các bạn thông cảm ha. Bạn nói là bạn đang xài Visual 2012 thì nên dùng SQL bản 2008 hay là bản 2K12. Thực chất thì việc dùng cái bản SQL này phiên bản máy không có quan trọng đâu. Ngày xưa mà khi khi mà anh học SQL á, thì anh xài cái bản SQL như là 2003, nó rất là ổn định, thì nó nhẹ nữa, nên dùng cái phiên bản nào thực chất là không có quan trọng, chủ yếu là mình sử dụng nó như thế nào thôi. Nó chỉ là một công cụ để mình kết nối SQL và gõ các câu lệnh thôi, cho nên vấn đề xài cái phiên bản này không có quan trọng lắm. Em cứ xem cái máy của em phù hợp với phiên bản nào, cài vào nó chạy ổn định, không có bị chậm máy thì em cứ dùng. Không có nên đi theo ví dụ như là mình xài 2008, bạn mình nó xài 2016 thì đua đòi theo, thì thực chất miễn sao nó giải quyết được yêu cầu công việc của mình là mình dùng nó. Vậy ha Sư Văn Đỗ. Rồi Tôm Hấp Bia. Nghe tên bạn muốn nhậu quá à. Tôm Hấp Bia, bạn hỏi là khi nào ra khóa Angular 2. Thì khóa này á, GenVen á, sẽ dạy không có như các khóa học trước theo cái hình thức cũ nữa. Có nghĩa rằng ở những khóa cũ thì GenVen sẽ dạy lý thuyết, xong rồi dạy các bạn làm một cái project hoàn chỉnh. Thì trong khóa Angular 2 thì sẽ có nhiều nhiều cái dự án thực tế hơn. Và các bạn sẽ không học lý thuyết, các bạn sẽ đi trực tiếp vào giải các dự án thực tế đó luôn. Thì trong tuần sau có thể là mình sẽ post một số video chia sẻ về Angular 2 miễn phí cho các bạn học. Vào khoảng 1-2 tháng nữa thì khóa học này sẽ ra mắt. Thì các bạn cứ chờ đợi ha, các bạn cứ chờ thông báo trên GenVen đi, các bạn cứ yên tâm. Rồi Trung Nghĩa, Trung Nghĩa có nói với anh là làm nhiều video kết hợp SQL và PHP. Em đang theo cái đó. Thì Trung Nghĩa, thực chất việc kết hợp với PHP với SQL á, thì trong khóa học lập trình PHP á, có rất là nhiều tình huống rồi. Do đó thì em nên vào khóa học đó em tham khảo ha. Thì anh nhớ không lầm thì ở chương ở khóa học mà học trước trả sau thì khi mà học đến chương 9 là đã có cái phần SQL rồi, em có thể vào đó em tham khảo ha. Ừ Sơn Hoàng, em học lớp 12 thì em học lập trình được rồi. Bây giờ em xác định xem thì em thích cái nào. Thì bây giờ thì cũng rất là khó để biết rằng em thích cái nào.
bởi vì em thử rồi em mới biết em có thích nó hay không. Như vậy thì nếu được thì em cứ vào em học, em chọn thằng PHP đi, tại vì PHP hiện tại thì em học em không có cần trả phí. Anh biết thì phổ thông thì nhiều khi cũng chưa có tiền. Còn nếu không thì em học khóa lập trình Java căn bản cũng được. Nói chung là có hai khóa Java và khóa PHP là hai khóa khi mà em mới bắt đầu tìm hiểu về lập trình em có thể học nó. Rồi, Lương Hoàng Hưởng, bạn muốn download video này nhiều nhiều mê đã full chưa? Thì mình cũng không biết là nó đã full chưa nữa, mình cũng không nhớ rõ nữa. Bạn cứ lên trang YouTube của ZenVN đó bạn. Rồi bạn download video trên YouTube về là được rồi. Tại vì video trên các bộ online này anh mình đều post lên cái thằng YouTube hết. Vậy ha Lương Hoàng Hưởng. Nhìn tôm hấp bia là thèm nhậu quá rồi. Rồi, mình tiếp tục ha, bạn Lê Ngọc Quyền đăng ký khóa học WordPress học trước trả sau. Thì Quyền ơi, hiện tại thì khóa WordPress chưa có triển khai hình thức là học trước trả sau. Do đó thì bạn chưa thể nào tham gia khóa học WordPress mà học trước trả sau được. Chỉ có khóa là PHP, Java, Android, iOS. Đó, đó là các khóa và khóa Gen 2 nữa. Đây là các khóa mà bạn có thể học trước trả sau. Tiếp tục ha. Phạm Ngọc Chuyển. Video này thì sau khi mà stream trên Facebook đó, thì Facebook nó sẽ tự động nó lưu lại. Rồi mình sẽ download cái video đó về. Mình up lên trên YouTube để cho các bạn xem cho dễ trên đó ha. Bởi vì nhiều khi đặt video trên Facebook đó, nó những thứ bảy chủ nhật rồi nó ưa bị chặn chiếc này tùm lum la, mình cũng không không thích mấy trên Facebook nên mình chuyển qua thằng YouTube luôn. Trên Facebook thì chủ yếu là để like rồi để cái video trực tuyến này như thế cho các bạn thôi. Xong rồi mình cũng up qua trên thằng YouTube hết à. TikTok Death. À, mình đọc câu bạn mình không hiểu gì luôn. Có một số bạn thì mình thấy rất là quen tên ha. Mình có kết bạn với mình mà mình cũng chưa có chat chít hay là gặp mặt ở ngoài nên mình cũng không rõ các bạn là ai. Thì cũng có một số bạn có rất nhiều cái nick ảo mà tạo ra rồi chat hỏi bài học này kia với mình thì mình xin lỗi mấy bạn là những cái nick ảo như vậy là mình không có trả lời được. Mình chỉ trả lời với những nick mà các bạn lập ra thiệt, chứ mà các bạn tạo nhiều nick ảo á, các bạn bot câu hỏi với mình là mình không có trả lời các nick ảo đó đâu. Với lại là hàng tuần thì chúng ta có ít nhất là một buổi giao lưu như thế này rồi, thì các bạn cứ vào đây các bạn đặt câu hỏi. Rồi bạn Phạm Văn Thuận, em nghe nói là CI hoặc Laravel hay áp dụng cho những dự án lớn, nó lớn cỡ như thế nào? Có thể cho ví dụ được không? Dự án lớn, ví dụ như một cái web nhỏ là cái web cho cá nhân của em dùng để giới thiệu về bản thân của em, đăng những cái bài học, những nhật ký của em chẳng hạn. Đó là những cái web em có thể hình dung nó là nhỏ, hoặc là những website chia sẻ ở trong một cái nhóm, trong một cái trường, trong một cái câu lạc bộ nào đó thì đó là những website nhỏ. Còn những cái web lớn thì em có thể hình dung như là những trang mà có nhiều người họ truy cập vào, họ tương tác với nhau. Ví dụ Facebook là một cái lớn. Rồi Lazada, trang bán hàng, một trang web lớn. Zin cũng vậy, Zin. Hoặc là thậm chí Zen, Zen.vn cũng là một web lớn bởi vì có nhiều nhiều người họ truy cập vào. Lê Trí. Lê Trí, em mới bắt đầu học net làm đồ án suốt. Nhưng em cũng muốn học PHP. Thì ở đây thì Trí Trí sẽ có hai 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 cái, là một cái là phải làm là em phải học net để em làm đồ án, để em ra trường hay là để lấy bằng gì đó, cái đó là phải làm. Còn một cái là muốn làm, là em muốn học PHP. Thì cái phải làm á, em cố gắng làm cho nó tốt, còn cái muốn làm á, thì tận dụng thời gian.
tận dụng thời gian rảnh của mình á, nghiên cứu thêm về nó. Bởi vì em phải học nét để em làm đồ án, đây là một cái ưu tiên quan trọng hơn, do đó em ưu tiên cho nó trước đi ha. Rồi thời gian rảnh rỗi thì em đam mê BSB thì em có thể dành thời gian ra tìm hiểu cho nó. Rồi mình tiếp tục ha với bạn Sư Văn Đỗ. Rồi bạn cứ viết dài đi, mình sẽ đọc không sao đâu. Bạn đang học khoa điện nhưng bên công nghệ thông tin, đang tự học. Anh cho em ít kinh nghiệm để có thể phân chia thời gian cho hợp lý. Việc học trên trường và tự học. Đang muốn học BSB cộng với C#. Thì thực chất á, việc phân chia thời gian như thế này á, nó cũng đây là một câu hỏi cũng khá lớn. Bởi vì khi mà chúng ta anh nói chung là học ở đại học ha, hay cao đẳng ha, thì anh nói với ngành công nghệ thông tin của chúng ta thôi. Khi mà chúng ta tham gia học ở đây thì chúng ta sẽ xác định khi chúng ta ra trường chúng ta có một tấm bằng loại giỏi. Đây là một một sự lựa chọn ha. Hay là chúng ta muốn chúng ta ra trường chúng ta có thể là có kinh nghiệm thực tế, chúng ta biết làm việc với dự án này nọ, biết thêm nhiều kiến thức mà trong trường không có dạy. Bởi vì trong trường á, kiến thức chủ yếu là kiến thức nền tảng. Nên á, ở đây em cần xác định là em học ở trường á, em có muốn là em là ra trường có tấm bằng giỏi hay là xuất sắc hay không, thì em đầu tư nhiều thời gian cho nó. Còn không thì em có thể trang bị song song. Đó là ở trường á, em chỉ cần học với kiến thức tốt nghiệp loại khá cũng được, miễn sao em tốt nghiệp được ra khỏi trường rồi có tấm bằng. Ngoài ra khi mà em dành thời gian như vậy, điều chỉnh những môn như là những môn không phải chuyên ngành, em tập trung thời gian ít cho nó. Còn những môn chuyên ngành, những môn mà em đam mê á, em dành thời gian nhiều cho nó. Và với những cái thời gian rảnh khác, em tìm hiểu những thứ mà em đam mê. Thì như vậy em sẽ xác định được, à em ra trường không cần phải có một cái tấm bằng loại giỏi gì đó, nhưng mà kiến thức của em rộng, kiến thức của em sâu ha, sau này em có thể dễ xin việc làm. Do đó thì em cần xác định lại cái mục tiêu của mình ở trong trường đại học là như thế nào, rồi em sẽ phân chia thời gian ra. Thì thực chất á, mỗi ngày chỉ có 24 giờ thôi. Đối với những người đi làm như anh thì 8 giờ là ngủ rồi, 8 giờ đi làm, còn 8 giờ còn lại thì giờ làm thời gian linh tinh, mình làm việc này việc nọ nữa. Do đó mà muốn sắp xếp thời gian hợp lý á, thì em phải có một cái bảng mỗi ngày, một tờ giấy một cái viết cũng được rồi, không cần phải cái bảng đâu. Mỗi ngày em cứ liệt kê ra các công việc em cần làm trong ngày đó, cố gắng phân chia nó ra. Tốt nhất là buổi sáng á, buổi sáng mới khi dậy á, cỡ khoảng 7-8 giờ là đẹp á, lúc đó là tinh thần mình minh mẫn á, mình sắp xếp công việc rất là tốt. Em cứ list các công việc ra, rồi em phân ra công việc nào quan trọng, em dành thời gian bao nhiêu, em làm nó. Và cứ mỗi lần em làm xong một công việc nào đó, em gạch một cái. Cảm giác em gạch bỏ một công việc mà em làm xong nó đã lắm. Và cứ em cứ tập cái thói quen nó có 1-2 tuần là sau này tự động em sắp xếp thời gian được thôi. Vậy ha. Nguyễn Hoàng Sang, bạn hỏi mình là có cách nào để tự làm web đơn giản hay không? Nghe giới thiệu cái trang webly.com chưa biết cách dùng. Thì Sang thì anh cũng nhớ em, hình như là anh hồi xưa anh cũng có chat với em rồi. Thực chất việc đơn giản nhất để làm được một trang web á, là bỏ tiền ra thuê người khác họ làm. Đó là cách đơn giản nhất. Còn mình nếu mà mình sử dụng các công cụ, hiện nay có rất nhiều các công cụ kéo thả kéo nè, thả nè, muốn button thì kéo button kéo vào, muốn header như thế nào thì nắm kéo vào, là mình tạo ra được một trang web hoàn chỉnh rồi. Hoặc hiện nay có những cái ứng dụng web online á, mình cũng có thể tạo được những cái trang web như vậy. Nhưng với những trang web đó thì cái tính chuyên nghiệp của nó không có cao và chức năng của nó rất là thấp. Nó rất là hạn chế về chức năng. Do đó nếu mà em muốn làm một trang web cho nó chuyên nghiệp á, thì dùng tool nó chỉ là những cái trang web đơn giản, những trang log, trang web cá nhân cho em thôi. Còn em muốn làm những trang chuyên nghiệp hơn thì đòi hỏi ngoài việc sử dụng các tool ra thì em phải biết thêm lập trình nữa ha. Hai Sang ha.
Rồi, Châu Minh Thiện, Thiện hỏi anh là về mô hình MVC trong BSP, mình có nên học master nó không anh, hay là ở mức hiểu nó rồi mình chuyển qua framework? Chắc là Thiện đang hỏi cái mô hình MVC trong khóa học lập trình BSP. Thì đối với cái project cuối khóa của khóa lập trình BSP á, thì rất nhiều các bạn rất là sợ ha. Ngay cả những bạn đã có kinh nghiệm lập trình 1-2 năm, khi các bạn nhảy vào cái project đó thì các bạn thấy cái mô hình MVC trong đó các bạn rất là sợ. Bởi vì thực chất cái mô hình MVC trong khóa học lập trình BSP á, lúc đó là mình lấy ý tưởng từ cái mô hình MVC của Zen Framework phiên bản 1.13 và cái thằng Joomla 2.5. Do đó thì cái độ phức tạp của cái mô hình này rất là cao. Khi mà các bạn học về cái chương project đó thì ngoài việc các bạn hiểu mô hình MVC hoạt động như thế nào, cách sử dụng OOP, cách tối ưu mã nguồn, kết nối database, cũng như là cách xử lý các tình huống như là đăng ký, đăng nhập, rồi hiển thị category, CRUD, vân vân. Thì sau khi các bạn xem xong cái chương học đó, các bạn có thể dừng lại ở mức độ là hiểu được nó, mô hình MVC hoạt động như thế nào. Rồi, cái thứ hai nữa là các bạn phải biết được cách xử lý các tình huống thường gặp, đăng ký, đăng nhập, phân quyền. Rồi, tình huống như là hiển thị dữ liệu, đổi dữ liệu, tối ưu tốc độ trang web. Đó là những cái mà các bạn cần học được. Còn việc mà các bạn nắm master về cái mô hình đó thì không nên. Bởi vì cái mô hình đó là chỉ do Gen Ven viết thôi. Nó cũng chưa thực sự là đầy đủ chuyên nghiệp như các framework như là CI, Laravel, Zen hay là Phancom đâu. Do đó thì đối với cái project đó các bạn dừng lại ở mức là các bạn hiểu nó thôi. Không cần phải thuộc cấu trúc và thuộc cú pháp của mô hình làm gì. Sau khi các bạn đã hiểu được mô hình đó rồi thì các bạn có thể đi nghiên cứu các framework khác. Ha Thiện ha. Rồi, tiếp tục. Nãy giờ trả lời câu hỏi đó, chưa vô chủ đề của ngày hôm nay á. Rồi, Phạm Ngọc Chuyển, BSP và ASP.NET, cái nào tốt hơn và cái nào làm lương cao hơn? Thì đối với những câu hỏi về việc so sánh như thế này thì anh không có trả lời được. Bởi vì mỗi thằng nó sẽ có một cái thế mạnh của nó. Ví dụ như bạn nào chơi game ha, bạn nào chơi game thì các bạn sẽ thấy có những cái món mấy bạn đi giết thú này nọ, các bạn lụm được những cái món bảo bối chẳng hạn. Thì khi các bạn lụm các bảo bối, thì ví dụ các bạn lụm được một cái đao và một cây cung, thì lúc này các bạn đặt ra vấn đề là bây giờ dùng cây đao hay là cây cung thì nó tốt hơn. Thì thực chất khi các bạn đặt ra câu hỏi như vậy không thể nào trả lời cho các bạn được, bởi vì các bạn dùng cây đao hay là các bạn dùng cây cung để giết cái con quái nào. Ví dụ như các bạn giết một con quái mà nó luôn tiếp xúc gần với các bạn thì đương nhiên các bạn phải dùng cái đao rồi. Các bạn không thể nào mà dùng cái cung bắn một con quái đang ở đứng ở rất gần mình được. Còn khi các bạn giết một con quái mà nó nằm ở xa mình, nó trèo nhảy ở trên cây, mình không có tiếp cận gần được nó, thì lúc đó mình phải dùng đến cái cung. Ha. Do đó thì việc so sánh các framework hay là so sánh BSP, ASP, so sánh Java, đây là những câu hỏi rất 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 là khó trả lời. Bởi vì phải tùy vào tình huống rồi tùy vào trường hợp nên mình không trả lời những câu hỏi này. Còn việc nên theo BSP hay là ASP.NET thì cái vấn đề này là do các bạn quyết định. Các bạn xem các bạn thích thằng nào hơn thì các bạn theo thằng đó. Bởi vì đối với mỗi cái ngôn ngữ lập trình này nó đều có những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, cũng như là cũng có cái nhu cầu tuyển dụng cũng rất là cao. Do đó thì các bạn cứ lựa chọn theo cái niềm đam mê của các bạn. Chúng ta nên nhớ là mỗi ngày chúng ta dành ra đến 8 tiếng để chúng ta đi làm. 8 tiếng là 1 phần 3 thời gian của một ngày rồi, là 1 phần 3 của cuộc đời rồi. Thì chúng ta nên làm những công việc mà chúng ta cảm thấy đam mê ha. Rồi, anh coi như anh trả lời xong câu hỏi của Phạm Ngọc Chuyển hay Chuyển ha.
Lê Ngọc Tấn, hình như em cũng là ở Đại học Cần Thơ hay sao á, anh thấy em cũng quen quen. Thì Node.js hiện nay cũng chưa được phổ biến, bây giờ cài Node.js được không, xu hướng tương lai nó có phổ biến hay không, phân vân. Em đang phân vân vì PHP, MySQL vẫn đang rất phổ biến. Thì Node.js hiện nay nó cũng tương đối là phổ biến rồi, chứ không phải là chưa phổ biến đâu. Còn việc mà em phân vân có nên học PHP và MySQL á, thì theo anh thì hai thằng này nó khó chết lắm, nên em cứ cứ học nó ha. Và thời gian rảnh em nên học thêm Node.js, chứ đừng có ngần ngại gì, cứ học đi. Cỡ 1-2 năm nữa thì em sẽ thấy kiến thức về Node.js của em sẽ giúp cho công việc của em rất là nhiều. Rồi tiếp tục Lê Ngọc Quyền, bạn có hỏi về combo PHP và WordPress. Bạn hỏi là sẽ học được những gì trong WordPress, vì bạn thấy trong WordPress có 4 phần khác liên quan, học khóa này thì có được học 4 phần trong WordPress hay không ạ? Lê Ngọc Quyền, trong khóa WordPress á, thì kiến thức của khóa khóa học này á, thực sự là rất là nhiều. Hướng dẫn các bạn ví dụ như là các quick git, các plugin, rồi cách các bạn làm hoàn chỉnh một cái theme để nhúng vào trong WordPress. Sau đó ở những cái chương cuối thì các bạn sẽ được tặng thêm các chuyên đề về tự xây dựng hoàn chỉnh một website tin tức, một website bán hàng. Do đó nếu như mà Quyền có điều kiện thì bạn cứ đăng ký khóa học WordPress đi ha. Tuy nhiên cái này là mình khuyên, trước khi bạn học WordPress thì bạn nên có những cái kiến thức về lập trình PHP, chứ không là bạn vào khóa học WordPress này bạn chịu không có nổi đâu. Bởi vì khóa học ở đây các bạn bạn đọc nghe cái tên khóa học là lập trình WordPress, chứ không phải là sử dụng WordPress. Do đó sẽ đòi hỏi kiến thức lập trình PHP của bạn rất là nhiều. Do đó bạn cần trang bị cho bạn kiến thức về PHP trước ha. À, bạn Nguyễn Đình Hưng, bạn hỏi là có nên học ngôn ngữ lập trình không? Em muốn thiết kế web chuyên nghiệp như edumon.vn. À, câu trả lời của anh là em thích thì em cứ học. Hay em ha, thích thì cứ thử. Bây giờ chúng ta mất là mất thời gian, chứ chúng ta không mất gì cả. Cứ thử đi. Thử thì chúng ta mới biết rằng chúng ta có hợp với nó hay không. Chứ chúng ta khi mà chúng ta nghe lời khuyên á, thì những lời khuyên đó người ta đưa cho các bạn rất là dễ. Tuy nhiên á, để xác định nó có phù hợp với mình hay không á, thì chính là do các bạn quyết định. Các bạn phải thử nó. Các bạn đi qua một con đường nào đó rồi thì các bạn mới biết đường đó có nó có những cái gì, quẹo trái quẹo phải gì đó, nên Hưng cứ thử đi ha. Minh Hoàng nói đúng rồi, Node.js cũng rất là đang phổ biến chứ, nó không phải là không phổ biến đâu, rất là phổ biến. Rồi Trịnh Duy, bạn hỏi về framework Get PHP. Em mới chuyển qua code web được hơn 1 tháng thôi, ưu nhược điểm của thằng này so với các thằng khác. Thì các PHP hiện tại thì anh thấy nó cũng ít ít còn dùng ha. Nó ngày xưa khoảng lúc mà thầy anh còn đi học á, còn học đại học á, thì nó còn dùng nhiều. Tuy nhiên hiện tại thì anh thấy thằng này cũng ít dùng rồi. Bây giờ thì phổ biến hiện tại là thằng Laravel á. Thì em có thể tham khảo lại ha. Còn ưu nhược điểm của nó, như anh nói lúc nãy á, cái trường hợp mà mình chơi game á, mình có cây cung với là mình có cây đao để mình đi giết quái á, thì giết con quái nào thì phải dựa vào mình dùng cái món bảo bối nào. Do đó về việc so sánh ưu nhược điểm này á, anh không có trả lời ở đây. Em có thể lên Google có rất nhiều các câu trả lời cho em ha. Rồi Trần Đức Danh, mình uống nước cái ha. Trần Đức Danh, bạn có hỏi là nhiều bạn xưng xưng tên với mình là anh ha. Mình thì sinh năm 89 ha, mình không có giấu tuổi của mình sinh năm 89. Bạn nào cảm thấy lớn hơn mình thì cứ kêu mình là em, không có gì cả.
chứ bạn nào mà xưng mình là anh rồi mình xưng em lại rồi sau này có gì rồi nói mình này nọ thì mình cũng không có thích cái vấn đề đó lắm ha. Mình sinh năm 89. Rồi, tiếp tục với câu của Trần Đức Danh ha. Có cần hiểu sâu về OOP không? Vì em sử dụng rem quạt CI không thấy dùng, chỉ sử dụng mỗi kế thừa thôi. Đối với các kiến thức về OOP và MVC hiện tại là các kiến thức bắt buộc và đây không không còn là những cái vấn đề cao siêu gì nữa đối với các lập trình viên đâu. Do đó OOP thì chúng ta cần phải nắm nó trong lòng bàn tay á, hiểu nó. Nói đến OOP à phải biết last, đối tượng, kế thừa, thừa kế, chống kế thừa, vân vân, phải biết hết các kiến thức về OOP. À, nếu mà Trần Đức Danh chưa tự tin về OOP thì em cứ vào khóa học lập trình PSP ở GenVen á, em học miễn phí cái chương OOP ha. Nội dung này thì bây giờ nó trở nên quá quen thuộc rồi, do đó chúng ta cần phải nắm nó. Rồi, tiếp tục. Trần Hoàng, em muốn mua laptop để học web và có thể dùng đi làm sau này, tư vấn cho có hình máy. À, xin lỗi Trần Hoàng ha, thì về phần cứng thì anh không có rành. À, anh nói thật là phần cứng về máy móc thì anh không có rành. Ở đây thì anh có một ông bạn thì anh có cái gì thì về máy móc hay là mua linh kiện gì anh thì cứ nhờ ông đó mua giùm anh. Thực chất là về cấu hình máy thì anh không rành. À, xin lỗi em ha, anh không có giúp em được trong cái câu này. Vậy ha Trường Hoàng ha, đừng buồn anh ha. Rồi, Nguyễn Quang Quý. À, chào anh, em có câu hỏi nhờ anh giải đáp. Em mới bắt đầu với RAM quad PSP thì nên tìm hiểu RAM quad nào? Cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi. Khi mà mới bắt đầu với PSP, khi mà mới tìm hiểu về các RAM quad á, thì đầu tiên trước khi mà bắt đầu với các RAM quad á, thì theo anh em nên vững về những cái khái niệm OOP, MVC. Đây là những cái kiến thức mà hình như trong video livestream nào anh cũng nói có nói đến á. Em tìm về cái video khoảng 3 tuần trước á, có một video về những cái kiến thức cần trang bị đối với web developer thì anh có nói rất là kỹ về việc là lựa chọn RAM quad nào. À, khi chúng ta đi làm và lựa chọn lập trình web thì chúng ta sẽ chọn thì chúng ta cần trang bị cho chúng ta những kiến thức gì thì em nên lùi lại khoảng 3 tuần á, em coi cái video đó ha, bởi vì anh có nói trong cái video đó rồi. Vậy ha Nguyễn Quang Quý ha. Rồi, Kiloren. Em đọc tiếng Anh nên anh đọc nhiều khi sai thì đừng có buồn ha. Khóa Fancom Framework và PSP cuối có Rosetta áp dụng không anh? Ở cuối nội dung bài học em không thấy có và Rosetta đó có đầy đủ OOP, MVC không anh? Bây giờ em mới xem video nên không biết câu nào tương tự hay chưa. Ok, à, thì thực chất các khóa học ở GenVen đều có Rosetta cuối khóa nên em cứ đăng ký những cái khóa học nào mà em cảm thấy muốn. Về khóa PSP thì project cuối khóa như anh nói ở những cái câu đầu tiên á, nó rất là đầy đủ OOP, MVC rồi kết hợp cả các mô hình của Gen, Gen RAM quật 1X của Joomla nên em cứ tự tin mà đăng ký khóa đó ha. Còn về khóa Fancom RAM quật thì hiện tại GenVen đang làm cái project và cũng còn một số phần mà GenVen chưa có hoàn thiện nên chưa có bổ sung vào khóa Fancom. Những bạn nào đã đăng ký khóa học Fancom thì sau này sẽ được học cái phần project đó hoàn toàn miễn phí ha, nên em yên tâm ha. Rồi, Lê Ngọc Tấn, cảm ơn anh nhé, không có gì đâu em. Hoàng Quân Vũ, có dạy PSP không anh? Rồi, ok Vũ, Vũ vào trang gen.vn, có rất nhiều khóa học ở đó. Vũ muốn học cái khóa nào thì Vũ cứ đăng ký ha Vũ ha. Rồi, tiếp tục với Thiện ha. Thiện bữa nay rồi dắt sức anh Kiệt luôn ha. Rồi, hai anh em có tham gia khóa Roman Master có phần Node.js
Vậy không biết học hết khóa đó thì em có thể tự học thêm nữa không anh? Và Node.js bên Genven có định mở một khóa trọn cho Node.js không vậy anh? Rồi anh cũng nói rõ luôn, phần Node.js trong khóa học Roman Master nó chỉ là một cái chuyên đề, chưa là một khóa học đầy đủ về Node.js. Và trong chuyên đề đó sẽ hướng dẫn chúng ta là xây dựng cái chức năng chat như trên gen trên là trang gen.vn á, mọi người thấy có cái chức năng là chat trực tuyến với gen.vn á, thì trong cái chuyên đề nằm trong khóa học Roman Master á, chuyên đề Node.js sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái chat tương tự như vậy. Còn tương lai thì Genven cũng sẽ mở khóa học một cái khóa trọn về Node.js. Ở đây thì sẵn tiện mình cũng trả lời luôn. Rất nhiều khóa học thì Genven cũng rất muốn xây dựng, nhưng hiện tại để xây dựng một khóa học mà theo theo cái tiêu chuẩn của Genven á thì đòi hỏi là Genven phải làm rất là nhiều cái dự án trên cái khóa học đó. Sau khi làm dự án xong rồi, team làm dự án mới đẩy về cho team quay khóa học hay là team training á, thì team training mới biên soạn lại rồi mới lên lại dàn bài rồi lên giáo trình rồi mới bắt đầu quay lại video cho các bạn. Do đó thì các bạn thấy thời gian ra các khóa học ở Genven rất là chậm, và các bạn cũng thông cảm bởi vì Genven muốn đưa những cái gì thực tế nhất các bạn học xong thì các bạn có thể áp dụng đi làm cho các bạn, do đó thì thời gian mở các khóa học hơi chậm. Nhưng mà khi mà các bạn học thì đảm bảo các bạn là không có thất vọng đâu ha. Còn bạn nào mà học xong khóa nào của Genven rồi mà cảm thấy thất vọng thì các bạn cứ comment vô đây ha. Rồi, Trịnh Duy, cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn em, không có gì đâu. Tiếp tục, khoa singer, singer khoa ca sĩ ha. Bạn muốn học BSP cơ bản thì nên học ở trang web hay YouTube. Khoa Singer em cứ vào trang gen.vn, trang gen.vn á. Rồi em sẽ tìm, em ở trên menu em sẽ thấy có một phần là danh sách các khóa học á, thì em nên học cái khóa học lập trình BSP ở trên trang gen.vn ha. Nếu có điều kiện thì em cứ đăng ký trực tiếp khóa học đó, còn chưa có điều kiện thì em nên học các khóa học học trước trả sau, có nghĩa là em học em không cần trả học phí, sau này em có tiền em trả cũng được. Đó đó là hai con đường cho em lựa chọn ha. Rồi tiếp tục, Sơn Lan, chào anh, em đang làm web trên Joomla, có cách nào làm tăng tính bảo mật trên Joomla không vậy? Em có dùng một số cách trên mạng mà khi kích hoạt file HTSS lại bị lỗi 500. Thường thường khi dùng file HTSS á, thì chúng ta nên test test trước ở localhost ha. Chứ nếu không mà chúng ta test trực tiếp trên trang web mà đang hoạt động á, thì nó không hay. Bởi vì file HTSS nó điều hướng nhiều thứ lắm và nó quyết định trang web của chúng ta có tồn tại hay không tồn tại nữa. Chúng ta muốn tắt hay là gì đó chúng ta cũng có thể vào HTSS chúng ta chỉnh được. Do đó thì khi mà bạn thao tác với HTSS, trước tiên là bạn nên test ở localhost. Còn việc tăng tính bảo mật trên Joomla thì về việc bảo mật á, nó có rất rất nhiều các tình huống. Do đó ở đây thì mình không trình bày hết các tình huống, nhưng mà có một số nội dung mà bạn cần lưu ý như thế này. Ví dụ như ngoài Sơn Lan ha, thì những bạn khác đang xem video cũng lưu ý ha về việc tăng cái tính bảo mật cho trang web của chúng ta. Ví dụ như về mình nói về Joomla thì đối với Joomla khi chúng ta truy cập vào phần quản trị admin đi, thì ở trên URL, ví dụ trang web của chúng ta là abc.com, thì ở trên URL muốn truy cập vào phần quản trị admin, tất cả các trang web sử dụng Joomla nó đều có dạng là abc.com xuyệt admin. Do đó chúng ta có thể tăng bảo mật bằng cách là thay đổi lại đường dẫn truy cập vào vùng administrator. Tiếp tục, một yếu tố nữa đó là phần refit. Phần refit của các table, đối với các table các bạn thấy sẽ có ở phía trước nó có một phần tiền tố. Phần tiền tố này á, nó là một cái chuỗi độ dài thì khoảng 5 7 ký tự gì đó, một cái chuỗi rất là ngẫu nhiên. Nó nói thì một dấu xếp gạch rồi mới đến tên của các bạn. Do đó khi chúng ta đưa cái web của chúng ta
lên hot được hoạt động thì chúng ta nên thay đổi lại phần tiền tố. Cũng như đối với các tập tin cấu hình quan trọng, Joomla nào thì cũng có cái tập tin cấu hình, mình nhớ không lầm là tập tin configuration.php, thì trong tập tin đó có khai báo kết nối đến database, username là gì, password là gì, vân vân. Thì khi các bạn up lên, các bạn cũng nên thay đổi tên của cái tập tin cấu hình đó. Thay vì là configuration thì các bạn có thể đưa vào một cái tên ngẫu nhiên nào đó chỉ các bạn biết thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng nên cấm truy cập vào tập tin đó. Đối với những thư mục thì các bạn đặt vào cái tập tin index.html, để khi người ta rao vào cái thư mục của các bạn thì tập tin index.html nó sẽ hiển thị chứ thôi. Chứ nếu các bạn không có index mà các bạn cấu hình ở server không có chặt á, thì người ta sẽ rao, người ta sẽ thấy hết được cái cấu trúc thư mục của bạn. À, vậy ha Sơn Lan ha. Còn về bảo mật, nói về cái tính bảo mật thì có rất nhiều cái vấn đề nữa. À, Sơn Lan chấp nhận câu trả lời của mình không ạ? Rồi, Phước Tiên ha. À, Phước Tiên hỏi là video hỏi về RamWorks. Ok, kết thúc cái buổi này anh sẽ đưa cái video lên ha. Cái video đó em vào cái trang zen.vn đi. Không, em vào cái fanpage á, fanpage của zen.vn á. Em qua tab online cùng cùng zen.vn, em sẽ lấy ngay cái video đó nó hiển thị thôi à. Rồi, Minh Hoàng có hỗ trợ mình trả lời cái câu Joomla. Cảm ơn Minh Hoàng ha. Thì Minh Hoàng cũng có đưa ra một lời khuyên cho các bạn là muốn lập trình viên trở thành một lập trình viên giỏi thì chịu khó tự học. Ở đây thì mình đồng ý với Hoàng. Bạn nào mà là các lập trình viên đó thì các bạn nên lên YouTube, các bạn xem những thói quen tốt dành cho lập trình viên á, để các bạn tham khảo những cái thói quen đó ha. Thì việc thành công hay thất bại á, cái yếu tố bên ngoài nó tác động lên chúng ta rất là ít, chủ yếu là do chúng ta thôi. Nên chúng ta chủ yếu là ở bản thân của mình, cố cố gắng lên ha. Nếu mà đang đam mê thì dành thời gian đầu tư, ví dụ tiền bạc, công sức đầu tư vào nó, chứ đừng có để gãy gánh giữa đường ha các bạn. Rồi, chào Nam. Jin Hoàng có hỏi là dữ liệu lên triệu recall thì tối ưu như thế nào? Về vấn đề về big data, sau này thì Genven sẽ có khóa học về big data, hàng triệu recall hoặc là chục triệu recall gì đó sẽ hướng dẫn các bạn cách tối ưu ha. Tom Happy có nói rằng Minh Hoàng nói thế không hoàn toàn đúng đâu. Thì thực chất thì mọi người đứng ở cái góc độ của người ta đưa ra thôi. Nhưng mà việc học ở các trường đại học chúng ta cũng không nên xem nhẹ, bởi vì sau này ở trường đại học có nhiều khi các kiến thức chúng ta học chúng ta chưa áp dụng liền nghe được, và sau đó thì chúng ta nói ở trường học dạy không có ích gì hết, dạy mà tôi không có làm được, thì những câu nói như thế này thì nó không có đúng ha. Bởi vì kiến thức ở trong trường đại học hiện tại ví dụ như chúng ta chưa có áp dụng được, nhưng mà sau này khi chúng ta đi làm một vài năm gì đó thì chúng ta thấy rõ ràng những cái kiến thức đó ở trường đại học chúng ta đã được học rồi. Tuy nhiên lúc mà chúng ta học ở trường đại học chúng ta chưa gặp tình huống ở ngoài thực tế, do đó chúng ta chưa biết nó áp dụng được. Chứ thực ra các kiến thức ở trường đại học nó giúp ích rất là nhiều cho chúng ta, ngoài trừ những môn về những môn không phải chuyên ngành á. Thì ngày xưa anh cũng sợ những môn không phải chuyên ngành lắm, những môn như là lịch sử Đảng rồi triết học Mác Lênin, thì những môn đó thì tốt hay là không tốt thì anh không có đánh giá ha. Tuy nhiên thì cá nhân anh thì anh cũng không thích mấy môn đó cho lắm. Học thì cũng chen chúc, rồi khi thi cử thì cũng tài liệu mở, tài liệu đóng rồi lung tung lắm. Qua được mấy môn đó cũng mừng lắm rồi. Rồi, vậy ha. Tiếp tục với bạn Đăng Tích Nguyễn. Bạn hỏi rằng GenVen có dạy về
ASP.NET hay không, thì hiện tại về Net Framework thì GenVN chưa có khóa học ha. Hiện tại thì GenVN có các khóa học về lập trình web thôi và khóa học lập trình di động, bạn có thể lên trang gen.vn để tham khảo ha. Rồi. Đúng rồi, Phạm Hồng Hóa có nói là đi làm hơn 3 năm thì mới áp dụng được một số kiến thức ở trường. Do đó thì kiến thức ở trường đại học không phải là không cần thiết đâu, nó rất là cần thiết. Cho nên thì bạn nào đang học đại học thì cố gắng hoàn thành tốt cái chương trình ở trong đại học ha. Tốt nhất thì chúng ta cũng nên, đã đi vào trong đại học rồi thì cũng nên ra trường có một tấm bằng. Chứ đừng nên mà khi vào đại học rồi học các môn thấy không cần thiết, rồi ở ngoài nhiều khóa học quá, học vào thấy làm được ngay, cái bỏ đại học lo học ở phía ngoài thì cũng không hay. Tốt nhất là nên ra trường với một tấm bằng nào đó. Rồi, tôm hấp bia với bạn Minh Hoàng thì rồi hai em cứ tranh luận đi ha. Còn bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Các bạn cứ post lên ha. Xong đi một hồi thì chúng ta quay lại cái chủ đề của ngày hôm nay. Mới vào nãy giờ chúng ta giao lưu với nhau hơi nhiều. Còn không thì chúng ta cứ giao lưu thoải mái thế này. Phần chủ đề hôm nay như là ôn tập SQL, Photoshop cơ bản cho Dev PSP. Nếu như trong buổi ngày hôm nay không kịp thì anh sẽ quay lại video. Anh sẽ quay lại video và anh up lên YouTube cho mọi người xem ha. Còn hôm nay thì các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra với mình. Mình sẽ ưu tiên trả lời câu hỏi cho các bạn trước. Còn các cái chuyên đề như là ôn tập SQL, Photoshop cơ bản, nếu không kịp thời gian thì mình sẽ quay lại video rồi mình up lên YouTube cho các bạn xem. Cao Thanh Hà có hỏi là mất khoảng bao lâu để lập trình web với PHP thành thục? Thì việc mất khoảng bao lâu còn tùy vào việc em đầu tư bao lâu trong một ngày để học PHP nữa. Nếu như em đầu tư khoảng 6 đến 8 tiếng một ngày thì anh nghĩ em tham gia khóa học PSP á, khoảng 2 tháng là em học xong khóa đó. Rồi em dành ra 1 tháng đến 2 tháng em làm dự án nữa. Như vậy thì nếu dành thời gian 6 đến 8 tiếng một ngày thì khoảng 4 tháng là em có thể là tự tin sử dụng PHP để làm những cái trang web ha. Đương nhiên là với 4 tháng thì chỉ với kiến thức PHP thôi, còn sau này đi làm thì nó đòi hỏi mình còn nhiều kiến thức khác lắm. Tôm hấp bia không sao đâu em cứ tranh luận thoải mái, không có gì đâu, đừng có chửi lộn là được rồi, tranh luận thì cứ vô tư ha. Rồi Bùi Phú, em hỏi là em học khóa phân công thì thấy vẫn xài MD5 để mã hóa. Vậy mình có xài những lát mã hóa của framework không anh? Và em thấy trong khóa phân công cộng với gen thì không thấy nói về nội dung tối ưu tốc độ với kết. Ok Bùi Phú, thì sau này khi làm cái rosette của khóa phân công á thì phần tối ưu tốc độ trang, phần kết anh sẽ bàn lại với team là bổ sung vào trong cái phần rosette nó luôn, nên em yên tâm ha. Rồi Phạm Văn Thuận, bạn có hỏi là trong Gen có mấy khóa học WordPress vậy? Thì hiện tại trên gen.vn á có khóa học là thiết kế web với WordPress, đây là khóa học miễn phí. Thì khóa học này hướng dẫn cho các bạn sử dụng các thành phần của WordPress
ở đây là dừng lại ở mức độ sử dụng thôi ha. Và khóa học này là khóa học hoàn toàn miễn phí, nó được đặt ở trên YouTube, các bạn có thể xem thoải mái. Ngoài ra sẽ có một khóa học nữa là khóa học lập trình WordPress 4X. Trong khóa học lập trình WordPress này sẽ chia thành hiện tại là có 3 chuyên đề. Chuyên đề 1 là trình bày các kiến thức về theme, plugin, widget trong WordPress. Chuyên đề thứ hai là hướng dẫn các bạn xây dựng một mô hình MVC trong WordPress để tạo ra một trang shopping. Chuyên đề 3 là dành cho những bạn chưa biết gì về WordPress nhưng vẫn có thể tạo ra được một trang web tin tức tương ứng với VN Express hoàn chỉnh. Đó là ba chuyên đề nằm trong khóa lập trình WordPress. Do đó, nếu mà Thuận muốn học về WordPress thì trước tiên Thuận phải biết cách sử dụng WordPress ha. Rồi sau đó Thuận đăng ký khóa học lập trình WordPress. Và để học được lập trình WordPress thì Thuận cũng phải biết PHP. Nói chung là khi mà mình tư vấn học cho các bạn thì các bạn thấy mình đưa ra rất là nhiều yêu cầu, bởi vì mình muốn khi các bạn tham gia khóa học đó thì các bạn có thể lĩnh hội được kiến thức trong khóa học, chứ không phải là mình đưa các khóa học rồi bắt các bạn học trong khi mà không có tư vấn cho các bạn kiến thức cần chuẩn bị là gì. Nên nên Thuận ha, nãy giờ mình tư vấn cho Thuận về các khóa học đó. Và các bạn cũng lưu ý luôn, khi chúng ta học các khóa học về lập trình với CMS như là WordPress, Joomla thì chúng ta phải biết sử dụng nó ha. Nếu như chúng ta không biết sử dụng nó thì sau này khi chúng ta gặp một yêu cầu nào đó từ khách hàng, ngay bản thân WordPress, CMS nó đã hỗ trợ chúng ta rồi. Tuy nhiên, do chúng ta không biết sử dụng, không biết hết các chức năng WordPress đã có, chúng ta lại bắt tay chúng ta lập trình, chúng ta code lại thì như vậy rất là mất thời gian. Giống như là chở củi về rừng vậy đó, làm công việc vô ích. Do đó thì khi chúng ta học các khóa học về CMS thì chúng ta nên biết cách sử dụng CMS đó trước ha. Rồi, Trần Thanh Tùng bạn hỏi về một số thứ trong Photoshop được không? Nói thật với Trần Thanh Tùng là Photoshop mình không có rành. Mình chỉ biết một số cái thủ thuật, một số cái công cụ trong Photoshop thôi. Và những công cụ này đủ cho chúng ta là những lập trình viên. Chúng ta có thể sử dụng Photoshop hỗ trợ cho công việc của chúng ta. Chứ Master về Photoshop để dạy các bạn hay là để truyền đạt kiến thức cho các bạn đó thì mình chưa có tự tin, bởi vì mình không có chuyên về Photoshop, mình thì ở bên lập trình. Các bạn thấy cái hình là cũng biết rồi, mình chỉ đưa test cho thôi chứ mình đâu có làm qua lá cành gì đâu. Mình không có chuyên về Photoshop ha, ha Tùng ha. Ừ, Trần Thanh Tùng thì một hồi em cứ xem video đi, anh cũng sẽ chia sẻ một số thủ thuật trong Photoshop thôi. Nếu nó cần cho em thì nó sẽ giúp ích cho em thôi à. Diệt Nguyễn, làm sao để nâng cao khả năng tư duy lập trình? Thì để nâng cao, ông bà ta nói là trăm hay không bằng ta quen. Cứ thực hành nhiều vào thì chúng ta sẽ quen thôi và chúng ta sẽ nâng cao cái tư duy của mình thôi. Ngoài ra các bạn cũng nên khai thác cái thằng Facebook này. Facebook ngoài cái nơi là cái nơi để người ta sống ảo á, thì nó cũng là nơi mà nó cũng giúp cho công việc của chúng ta rất là nhiều. Các bạn cố gắng tham gia vào các group lập trình ha. Các bạn sẽ thấy có rất nhiều các thành viên họ đưa vào các câu hỏi, thì các bạn cố gắng đọc các câu hỏi đó xem mình có trả lời được hay không. Nếu chưa trả lời được, các bạn cứ xem ở phần trả lời của các thành viên khác. Lúc này là lúc mà các bạn học các tình huống mà các bạn chưa gặp. Tình huống này đó là những developer khác họ gặp, họ chưa giải quyết được, họ post vào group, thì chúng ta đọc các tình huống đó nó cũng nâng cao cái kỹ năng lập trình cũng như là kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tế chúng ta hơn. Vậy ha. Ha bạn bạn Diệt Nguyễn. Cố gắng tham gia vào nhiều group lập trình rồi coi họ chia sẻ cái gì. Đó là những cái công nghệ mới gì, kiến thức gì, thì chúng ta cứ cố gắng đọc các câu trả lời ở phía dưới để chúng ta
nạp kiến thức vào chúng ta. Nói chung Facebook là một con dao hai lưỡi ha, nơi để sống ảo mà nơi chúng ta khai thác cho công việc của chúng ta cũng rất là tốt. Đừng có để cái lưỡi kia nó chém vào tay chúng ta thôi. Đăng Khoa Nguyễn có hỏi là vậy không cần giỏi trong Photoshop hay chỉ cần biết căn bản thôi? Chúng ta chỉ cần biết một số thao tác trong Photoshop thôi. Ví dụ như chúng ta là lập trình viên PHP chẳng hạn, chúng ta làm các trang web thì trong Photoshop chúng ta chỉ cần biết cách lấy màu, cắt hình, xác định phông chữ, đo khoảng cách, vân vân. Chúng ta chỉ cần biết những cái thao tác cơ bản đó thôi, không cần phải biết làm căng da mặt, làm ghép múi bụng rồi làm trắng da hay là xóa mụn gì đó. Đó là những cái thao tác mà chúng ta không cần biết. Do đó thì mục đích của cái buổi này là mình cũng muốn chia sẻ lại cho các bạn những cái thao tác này trong Photoshop rất là cơ bản thôi, chúng ta cố gắng chúng ta trang bị thì sau này công việc của chúng ta nó sẽ hỗ trợ nhiều. Rồi, còn bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Các bạn cứ post vào ha. Long có hỏi là mới học Remworld thì học CI hay là Laravel? Em học cái nào cũng được cả, không sao, không có sao ha. Em nên quay lại những cái buổi online cùng GenVN các số trước á. Em vào fanpage GenVN có tab là online cùng GenVN. Nó sẽ có một cái video về việc cung cấp đối với một lập trình viên web PHP thì những kiến thức cần trang bị là gì. Thì em nên vào đó em xem ha. Ở đó thì anh cũng có liệt kê ra các framework rồi cách chọn framework như thế nào. Long quay lại video đó Long xem ha. Các bạn nhắc mình là 1:30 phút cái video trên Facebook thì khi chúng ta livestream thì 1:30 phút là nó sẽ tự động ngắt ha. Nên một hồi có thể là chúng ta sẽ ngắt để chúng ta tiếp tục video thứ hai. Nghĩa pin, em đang học framework CI thì cần nắm vững những phần nào? Học framework thì em cứ nắm cho anh là kiến thức về PHP, OOP, MVC như vậy thôi. Em mà muốn học framework cho nhanh á, em vào cái khóa PHP ở GenVN á, em trải nghiệm cái framework cuối khóa của GenVN ha. Em hiểu được cái project cuối khóa của khóa PHP là sau này em học mấy năm work sẽ rất là dễ. Các bạn bình luận ở trên trang GenVN ha. Một số bạn bình luận trong group PHP thì mình không có đọc kịp. Quốc định, anh định có nói dạo này hơi bị phát. Mấy ngày là em giảm cân lắm rồi. Ngày xưa là 80 mấy ký, bây giờ còn có 70 mấy ký à anh Định ơi. Nên đang giảm cân chứ em không có phát đâu. Bên mấy phần comment kia thì mình thấy có mấy bạn hỏi là mình đọc lại câu hỏi. Trong thời gian sắp tới Gen có mở thêm khóa học nào về di động không anh? Hiện tại thì GenVN có khóa học Java lập trình Android. Thời gian đến tới thì chắc là GenVN chưa mở thêm khóa di động đâu.
mà sẽ là các khóa học về web ha. À, có những câu hỏi quá quá chuyên về kỹ thuật thì hiện tại trong video này không có trả lời kịp cho mấy bạn ha, mong mấy bạn thông cảm. Phải import database để test cho các bạn chứ không có trả lời trực tiếp như thế này được. Bởi vì trả lời trực tiếp như thế này thì nó mang cái tính chém gió nhiều hơn là trả lời chính xác cho các bạn. Nên các bạn thông cảm ha. Tô Quang Hiền, em hỏi là em đã học xong Android, có thể viết được app đơn giản rồi. Hướng tiếp theo, em nên tiếp tục như thế nào? Thì ở đây anh cần phải biết là Hiền đã dự định đi làm hay chưa. Nếu em đã dự định đi làm theo cái con đường là lập trình Android á, thì sau khi em học xong khóa học lập trình Android, em đã làm được những cái app đơn giản thì em có thể apply ha. Em gửi CV của em cho các công ty tuyển dụng ha. Họ có thể là em khi mà em nộp các CV này thì đừng có hy vọng là sẽ được nhận ngay và làm việc, mà em chỉ cần là các công ty này họ nhận em vào ở những vị trí như là thực tập viên thôi. Bởi vì kết thúc những khóa học như thế này không đủ 100% là em có thể tự tin đi làm liền được đâu. Em cần phải trải nghiệm thêm nhiều cái dự án nữa, em gia nhập các công ty. À, em làm các dự án ở các công ty đó thì tay nghề của em nâng mới nâng lên được. Cũng như là sau khi quá trình em thực tập rồi, em có thể nộp CV chính thức vào công ty và xin làm việc ở công ty đó luôn. Nếu mà em thiếu ý tưởng trong việc làm các app á, thì cứ lên trên trang Play Store, em download những cái app về, em xem các chức năng của nó, rồi em làm lại y chang của nó là được rồi. Chứ không cần mà phải ngồi tốn thời gian suy nghĩ ý tưởng đâu. Cứ nhìn những cái app đã có sẵn, xem khả năng mình có làm lại được y như vậy hay không là đủ rồi. Có thể là hôm nay là cái chủ đề ôn tập SQL này chúng ta không kịp. Chủ đề này thì anh sẽ quay lại video ha, rồi anh sẽ upload lên YouTube cho mọi người xem cách giải của những cái câu SQL ở tuần rồi. Ở 2 3 tuần rồi gì đó. Tuần rồi thì anh về quê không có online với mọi người được. Rồi, mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Cứ bóp thoải mái ha. Mọi người còn nghe anh nói không? Mọi người còn nghe thì mọi người comment vô thử ha. Tại hiện giờ thì anh không thấy mọi người comment nên không biết là mọi người có còn nghe mình nói hay không nữa.
Ok, vậy còn nghe ha. Như vậy thì cũng sắp hết 1 tiếng rưỡi cái video ở trên Facebook rồi, nó sẽ chặn lại. Như vậy thì chúng ta tạm nghỉ giải lao 10 phút ha. Ở video tiếp tục á, thì chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề là Photoshop cơ bản cho các lập trình viên PHP. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái thao tác trong Photoshop để sau này các lập trình viên như chúng ta khi mà gặp các yêu cầu về giao diện, về thao tác với file Photoshop hay là file PSD á, thì chúng ta cũng biết cách thao tác với nó ha. Chứ không thì nếu mà chúng ta không biết, đó là những thao tác rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta không biết thì sau này khi mà một team leader nào đó hay khách hàng họ đẩy cái file Photoshop của chúng ta thì chúng ta lại bị rối lên. Như vậy thì không hay. Như vậy thì hẹn mọi người, bây giờ là 10 giờ 20, hẹn mọi người 10 giờ rưỡi ha. Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề thứ ba là Photoshop cơ bản cho Dev PSP. Rồi, bye bye mọi người ha. Chúng ta nghỉ giữa hiệp và chúng ta bắt đầu hiệp 2 trong vòng 10 phút nữa. Rồi, bye bye.